Trước tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho điều chỉnh lộ trình lưu thông trên nhiều tuyến đường. Thế nhưng tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường cửa ngõ vẫn liên tiếp xảy ra. Nhiều tuyến đường cửa ngõ trở thành điểm nóng ùn tắc giao thông nhiều ngày qua như xa lộ Hà Nội, đường Trường Chinh, Nguyễn Thái Sơn. Tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua cầu Rạch Chiếc, nhiều container lưu thông theo hướng vào cảng Cát Lái khiến cho tình trạng giao thông nơi này hỗn loạn, kẹt xe diễn ra nghiêm trọng. Tuy nhiên, làn đường xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về Thủ Đức lại thông thoáng. Dưới chân cầu Rạch Chiếc, phía quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn phương tiện giao thông nhích từng bánh xe. Nhiều xe máy đã phải chạy vào các đường hẻm đi đường vòng để thoát kẹt. Các xe phải mất hàng giờ đồng hồ để lưu thông qua khu vực này. Tại đường Trường Chinh, quận Tân Bình, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra. Trước đó, Sở Thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho điều chỉnh lưu thông tại một số giao lộ như cấm tất cả xe rẽ trái từ Nguyễn Văn Linh vào Nguyễn Hữu Thọ cả hai chiều lưu thông, cấm ô tô rẽ trái từ Huỳnh Tấn Phát vào Lưu Trọng Lư hướng Trần Xuân Soạn đến Lưu Trọng Lư, cấm ô tô cao 4,1m trở xuống rẽ trái từ Lưu Trọng Lư vào Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Thế nhưng việc kẹt xe vẫn tiếp tục xảy ra.